Vào ngày 8 tháng 8 tới đây sẽ hội ngộ cùng ngôi sao điện ảnh Hàn Quốc Chan Dong-gun trong hình ảnh một sát thủ gòn gai góc trong bộ phim hành động mới của anh được mang tên Nước mắt sát thủ. Bị bỏ rơi trên đất Mỹ xa lạ, được nuôi dưỡng bởi băng nhóm mafia, Gon đã trở thành một sát thủ chuyên nghiệp. Trong một cuộc truy sát, do vô tình cướp đi sinh mạng của một người vô tội, từ đó anh luôn dằn vặt bản thân. Chan Dong-gun sẽ gây ấn tượng bởi hình ảnh toàn thân sâm trổ cũng như tâm trạng dằn vặt dưới bộ dạng một sát thủ máu lạnh. Để làm tròn vai diễn lần này, anh đã trực tiếp đến Mỹ và được huấn luyện các màn đấu súng với nhân viên FBI. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.